Kênh gì? Nguyễn Tất Thắng, Hà Giang. À, đấy, ông hay xem kênh này đúng không? Làm đường, làm đủ các kiểu đúng không? Ngày nào cũng xem hả ông? Ngày nào cũng xem luôn á? Đấy, ông là fan idol đấy. Anh Thắng nhá này. Ông em năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Ông Thùy. Ông Thùy nhá, ông này năm 73 tuổi nhá. Đang mưa nhá, nhưng mà ăn cơm thì xì lại bảo là anh ơi, ở chỗ này họ báo là mưa lũ nó sạt, bây giờ phải ra thông ấy, cứ để xe máy nổ đi, anh em phải chạy ra. Đây, chỗ này nè. Mưa to lắm, lũ to, lũ về này. Ấy, thấy chưa, trôi hết rồi. Đấy, không mà chảy hết ra đường. Được rồi, xì ơi, soi đèn vào đây nào. Được rồi, trôi rồi. Kinh không, mưa dã man không. Ui rồi, lũ rồi, tắc rồi, thông rồi, chúng ai chảy hết ra đường nha. Được rồi, xì ơi, thôi cẩn thận, nguy hiểm lắm. Được rồi, trôi xuống đấy bây giờ, thôi đi về đi. Mưa to quá các bạn ạ. Đang lăn sơn nữa mà cầu Nà Phù ở bên kia nữa. Ui dồi ôi. Trời ơi. Lại đây rồi. Ôi. Thế nào nhỉ? Cống bé quá rồi em ơi. Cống này bé quá rồi. Cống bé quá. Ui dồi. Cẩn thận trên này, nhớ đâu đá nó lăn vào thì sao? Sợ lắm, trên này cái nguồn nước lũ này nó lao ra. Ui, lại ngập lên rồi. Tắc rồi, tắc hẳn rồi. Ông đưa ước nó lao cho. Ước rồi lao nào. Nó thì đá ở đấy à? Hả? Thì đá trên ở đấy. Viên đá to à? Cống bé quá. Cống này cũng 50 nhưng mà do là đất đá nhiều quá. Tại vì là nó chảy xuống đây, nó chảy dọc theo đường này là nát hết đường các bạn ạ. Đấy, và nó sẽ bị sạt lở ở dưới kia. Từ hôm trước đã làm và là sửa cống này rồi. Nhưng mà làm cái cống này chỉ có cống 50 thôi. Hình như là bị vào trong rồi. Nhảy xuống mà vớt thế nào. Cẩn thận nhá. Đấy.
trưởng thôn cũng toàn đi làm việc linh tinh chưa? Việc linh tinh đèn ấy. Cẩn thận nhá, hút người đấy. Kìa 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 xì. Cẩn thận. Nhặt hết những cái viên đá to ra. Ước nhặt hết mấy viên bên kia ra kìa, xa xa kia kìa. Đấy, mấy viên to đấy. Kinh khủng quá. Nước nó phả ra đường các bạn. Đang ăn cơm. Kìa kìa, hòn đằng sau kìa. Ước này, nhặt viên kia kìa, đấy, mấy viên đấy. Đây đâu? Hả? Đấy chính là cống to chứ. Thôi đi về đi. Thôi về nha, cảm ơn nha. Đây bên này thì cũng tắt cái đoạn này hỏng hết luôn đấy. Cái này là hỏng hết. Đường bên này nó đã nát gần hết rồi. Mày thấy đường này đi khó hơn không? Từ hôm qua, mưa hôm qua đã tắt rồi. Lúc chiều đi xì nó bảo ấy. Mưa tỏ dã man, chưa thấy một cái trận mưa nào nó trên đán dầu to như này. Rồi bây giờ thì yên tâm rồi. Đây. Đây về đây, Sĩ ơi. Em phải về đi, xong anh mới yên tâm, không có đứng ở đây làm gì cả. Mưa này. Đúng rồi. Kinh chưa? Kinh khủng ạ. Nó xả đây chứ có lở không? Nếu mà mình để đây là nó đi hết cả mảng luôn. Rồi đi về đi. Anh em ước về anh Thắng đi an toàn nhá. À rồi an toàn, an toàn. Cẩn thận ướt điện thoại là hỏng đấy, điện thoại của em ấy. Điện thoại của anh còn ướt được. Trưởng thôn xì vất vả ghê. Về nhá. Em về đây. À rồi rồi, ok. Nó sạt hết đây, nó sạt hết đây rồi. Tràn ra đây này. Tràn nó chảy hết vào giữa đường này, các bạn nhìn đây. Đấy, lúc nãy nó tràn ra đây này. Đấy, nó cứ chảy vào đây, nó xói hết. Đây, ở chỗ này nó thành như một cái mương ở bên này này. Đó, như một cái mương to luôn. Sạt hết nhiều anh. Đấy, đây này, đá điếc ra hết đường. Từ lúc chiều là Thắng đi là xì đã bảo hôm qua là mưa đây này. Mưa hai trận là nước có tràn hết ra đường này nên nó mới xói hỏng hết đường này đi. Đấy, nên là anh em thấy nó mưa quá. Khoảng anh em ngồi ăn cơm ở trên đấy là xì nó đã đứng ngồi không yên rồi. Đây này, các bạn nhìn nó rãnh hết luôn chưa? Đây này.
đấy, đây này nó chảy về đây, nó xói xuống đây là nên là nát hết đường, đá đất đá. Nếu mà cứ để đi nào đây, mình phải đi từ từ. Đây lái Sumo không đây, phải đi thật sự bình tĩnh thôi. Đấy các bạn nhìn xem, trơn lắm. Đấy mưa nó chảy ra đường này, nó thành rãnh thành đấy, nát hết đường rồi. Không để anh lái cho được mà. Hả? Được mà, qua không đi đường nhanh, phải đi từ từ. Rồi đá trôi hết ở đây, trôi hết ra đường. Bây giờ là khoảng 9 giờ rồi anh em ạ. Bây giờ mới mò từ đám dầu để nước có chảy này. Lúc nãy mà không hớt ra thì nước có chảy đây còn nhiều nữa. Hỏng hết đường rồi nhỉ anh. Ừ, đây này. Nó mới chảy có 2 đêm hôm qua đấy. Đây này, bên cầu Nà Pù kia còn trôi hết cả ấy. Cả cốt pha. Ê, mới đau đầu. Sáng nay anh trưởng thôn ở bên Nà Pù đã điện rồi. Anh Thắng ơi là trôi cốt pha rồi. Thế mà hôm nay lại mưa này đấy. Nước các bạn cứ bảo cứ chảy ở đường như này cơ mà. Nếu mà cứ để cho nó chảy từ giờ đến đêm nữa thì chết. Bò từng tí rồi anh ạ. Đá nhiều quá. Ai giờ, ai giờ, ai giờ. Bây giờ đá nó lộn lên. Mày cứng, rồi. Cứng tay lái vào. Cứng lên. Hả? Cứng lắm rồi. Cứng hết tầm rồi. Vừa xuống dốc nên nó hơi khó. Đấy. Chắc tay rồi chứ. Đấy, chỗ này bằng rồi. Đường lên đắn dầu. Là cố gắng xong để còn làm tiếp đường đợt 4 cho đán dầu. Từ cái chỗ tiếp tục nhà em khoán ấy, lên đường, đoạn đường nhà em thảo ấy. Nước cứ chảy ra đường như này cơ mà. Mưa khủng khiếp luôn. Thế mới bảo là nhiều bác ấy bảo là ở vùng cao ấy, nó chỉ mưa khoảng 1 tiếng thôi là nước nó chảy rất là xiết và nó rất là cục bộ. Đấy, rất là nhanh. Đấy, nên là như ở dưới xuôi chảy mưa khoảng độ 15-20 phút hay 1 tiếng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà đây cái dòng nước nó rất là xiết. Đấy, nếu mà mưa to. Tại vì nó dồn nước rất là mạnh, này nó có cái độ dốc. Đấy, rất là nguy hiểm ở chỗ đó. Và nó có thể xảy ra là sạt lở. Đấy, đá lăn. Đấy, ghê lắm. Chứ không phải là đơn giản đâu đây. Chán hết ra đường. Này mày uống mấy bát? 2 bát. 2 bát đấy á? Vâng. Phẹt. Mày phải ra 4-5 bát đấy. Làm gì? 2 bát. 2 lưng mà ngồi nói chuyện mày. Bây giờ. Ấy, đây này. Bây giờ may bây giờ xì nó ngăn được dòng nước rồi. Nước nó chảy sang bên kia rồi. Khổ thân ông xì. Chưa thấy cái ông trưởng thôn nào như ông trưởng thôn đán dầu. Đây là, đấy, ông chảy xuống đây này, sợ không? Đấy, chảy một tí đầy nát hết đường. Thật là lúc hôm nay mình lên cũng thấy toàn đá nổi lên trên mặt nhỉ anh nhỉ? Tối hôm qua nó mưa. Đấy, sao sáng nay lúc em lên kia đoạn kia mình trơn mà. Đấy, được mà. Nó đổ hết xuống đây, qua chỗ này đấy. Rồi, cuối cùng Thắng xin kết thúc video đi đêm của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình trên đỉnh Đán Dầu. Đấy, già rồi vẫn đang sấm chớp rồi các bạn này. Mưa này. Vì con đường là con đã chọn. Chỗ này mưa kinh khủng các bạn. Mưa dã man luôn đấy. Ui dồi. Chết dở không? Anh em đi đấy. Không, sung sướng gì đâu. Lại câu view, câu like rồi. Ướt hết người đây. Ai muốn câu view, câu like kiểu này không? Nào, cảm giác chưa? Mát lạnh chưa? Sảng khoái chưa? Thấy chưa?
Sợ chưa? Vì con đường là con đã chọn, mẹ ở quê giờ sống thế nào, cuộc đời con tha phương mấy năm rồi, chưa bao giờ mang chút quà gửi về cho cha. Ai dạ, mưa quá, wow rồi, cảm giác thật là robot. Mưa to nhỉ. Sợ hỏng điện thoại không nhỉ? Cất đèn ạ, cất đèn. Những con đường, ôi tối không? Đang là tối quá các bạn ạ. Thôi nhá, mà ra nhá, đi về thôi. Xin chào nhá, mưa lắm, bão rồi, ảnh hưởng bão, cơn bão rồi, cơn bão số 3 rồi, cơn bão số mấy rồi? 4 hay 3 gì đây, 3 hay 4 gì đây? Trận này chưa qua, trận khác lại tới này, dồn dập này, mưa càng ngày càng khủng khiếp này. Sợ quá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bù chê đây, hỏng điện thoại đấy. Xin gì? Nguyễn Tất Thắng, Hà Giang. Đấy nhá các bạn nhá. Này, đây là ông về như ông Thùy nhá, ở Hưng Yên nhá. Đấy, fan của Nguyễn Tất Thắng cái nhà bo. Đây, ngày nào cũng xem Nguyễn Tất Thắng này, Nguyễn Tất Thắng là bạn cháu ấy. Đấy, ông hay xem kênh này đúng không? Làm đường, làm đủng các kiểu đúng không? Ngày nào cũng xem hả ông? Ngày nào cũng xem luôn á? Đấy, ông là fan idol đấy. Anh Thắng nhá này. Ông em năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Ông Thùy. Ông Thùy nhá, ông này năm 73 tuổi nhá. 73 tuổi ở Hưng Yên nhá. Đấy, thấy chưa? Đấy, ông cũng biết anh ấy vừa đi Quảng Ninh về, nó chết chết rồi. Đi máy bay à? À, đi máy bay à? À, đi xem Vịnh Hạ Long à? À, hết lửa con trâu à? Đấy, fan idol của Nguyễn Tất Thắng. Về đây giật mình luôn. À, ok, để cháu gửi cho anh Thắng nhá. Ê, ông có à, thế à? Thế ông có nhắn nhủ gì cho anh Thắng nhỏ không? ông có bảo gì không? Phát huy tinh thần. À, thế à, phát huy tinh thần vì đồng bào dân tộc rất là tốt đấy ông ạ. Bởi vì anh ấy ngoài công việc anh ấy làm ở văn phòng nhà nước cơ, nhưng mà anh ấy còn thêm mở thêm à, anh ấy đi làm kiểu từ thiện ấy, xong là anh ấy kết nối đồng bào, kết nối những người kiểu mạnh thường quân, những người có tiền ở nơi xa xôi ấy. Vâng, đấy, rất là nhiều người quý. Ê, thực ra nhà nước còn chưa chắc đã làm được nhiều thế. Đấy, biết cách làm ở đấy, trên đấy còn có mấy người đấy không ạ? Ông ạ, Nguyễn Tất Thắng. Nguyễn Tất Thắng này, Tày TV này. À, ông cũng xem Tày TV luôn. À, nó đi theo thằng ở đấy, đúng rồi. Rằng cái tên là Ước. Ấy, ông cũng biết tên là Ước là được rồi. À, xong là được. À, thực ra thằng Tam Giác Mạch nữa, ông biết thằng này không? Tam Giác Mạch là Lào Cai. À, thế thì ông không biết thằng này rồi. À, biết là Tam Giác Mạch tức là gì? Tam Giác Mạch. Bộ, ông. Ông biết mỗi tháng ông ấy cung cấp cho mấy anh đấy cả chục triệu không? Ông cày view xem của anh không? Nhưng mà rất là tốt đấy. Được. Rồi, ok, gửi. Làm cho nhà mấy đứa. À, vâng, được rồi, cháu gửi cho anh ấy. Ok.